Xin chào toàn thể anh em nhé, và mình cũng gửi lời chào thân ái nhất đến anh em ở Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Hôm nay thì mình có một cái công việc ở thành phố Hải Phòng và mình đến đây để quay cho bạn vài những cái chương trình rất là hay, thú vị ở Hải Phòng nhé. Chắc là rất nhiều anh em ở Hải Phòng là biết cái khu chợ này rồi. Đây là một cái khu chợ rất là nổi tiếng ở Hải Phòng, là chợ hàng, là thường xuyên là họp vào cái buổi sáng chủ nhật. Hôm nay thì mình có mặt ở đúng Hải Phòng một cái hôm chủ nhật đây, thì mình sẽ dẫn các bạn đi cái phiên chợ này xem như thế nào nhé. Lưu ý với cả anh chị em là đây là lần đầu tiên mình đi cái chợ hàng ở Hải Phòng, và mình cũng chỉ là một cái người khách du lịch thôi, thì mình sẽ dẫn anh em đi. Thì trong chợ hàng này có một cái phiên chợ là chợ chó mèo cảnh rất là nổi tiếng ở cái khu vực Hải Phòng này, thì hôm nay mình và các bạn cùng theo dõi nhé. Trước khi theo dõi chương trình này thì anh em nhớ bấm subscribe ủng hộ cho kênh. Rồi, xin cảm ơn anh em. Và bây giờ đi vào chợ với mình nhé. Tim tôi Hải Phòng dịu ngọt tuổi thơ, dẫu đã xa rồi năm tháng lớn lên từ buồn thương, câu hát đắng cay lòng mẹ để tôi đi nhổ neo cuộc đời. Nhớ tim tôi Hải Phòng, lòng ngực biển xanh ôm gió khơi lồng lộng, tôi nhớ dâm gian những triền sông, tôi nhớ nao nao sắc phượng hồng. Dừng lại thời gian ơi, sóng xô về gió đổ về ngày xưa ấy, xin cho tôi làm con phố nhẹ nâng bước chân về. Chợ này rất là rộng luôn, rất là nhiều cá này, cây. Bây giờ mình đang đi tìm cái khu mà bán chó đây, không hiểu ở đâu. Đây, chợ hàng này. Cái khu này là khu bán gà này, bán gà, bán chim. Chợ rất là rộng luôn. Chợ hàng, trước khi mà vào cái khu bán chó thì mình cũng nói luôn nhé, đây là chợ hàng, là một cái khu chợ rất là nổi tiếng tại thành phố Hải Phòng. Rất nhiều những anh chị em đều biết rồi. Thì hôm nay mình là người khách du lịch thôi, mình đến để mà quay lại cho anh chị em ở các vùng miền được biết là trong chợ này này là hàng tuần là có một cái phiên bán chó mèo. Thì mình sẽ quay lại cho anh em để xem nhé. Và cũng như cái video lần trước mình quay ở cái chợ Hà Đông, Hà Nội ấy, thì mình là người khách du lịch thôi, là cái người chủ hàng người ta nói như thế nào thì mình cũng sẽ ghi nhận lại như thế nhé. Coi như là mình không hề biết gì, mình đi tham quan du lịch thôi. Anh chị em sẽ cùng theo dõi nhé. Đây là chim chích chòe hả chị? Vâng. Anh nhỉ? Chim này thì bán như thế nào? 250 một con anh ạ. À? 250 một con. Vâng. Mình phải đi qua cái khu chợ bán chim đã. Chỗ này rất nhiều chim hay này. Cô chị ơi, cái con này là con gì đấy chị? Đào cát. À, được. Mỏ cát nhờ. Đào cát là chủ. Sau một cái hồi đi bộ, đi qua những cái chợ cây này, chợ gà, chợ chim thì mình đã đến rồi. Đây là cái khu mà chợ chó mèo đây. Bây giờ mình bắt đầu sẽ quay cái khu vực này cho anh chị em để xem nhé. Đây này, con đực này. Đấy, cơ. Nó sưng lên này. Đây nó hơi tèo tèo lên một tí, còn con cái nó tìm. Đấy, đây, đấy cơ. Cái, sáu một cái được, các bộ được. Mèo này bán bao tiền một con hả chị? 200 đôi đi. 2 đôi. Mèo ta là có mỗi khoảng tầm 150 một con thôi. Rất là nhiều mèo luôn. Đây là mèo gì hả em? À, mèo Bát Tư à? Cô bán hàng rất là xinh.
Đây là chó gì đây? Chó ta à? Chó lai à? Chó lai này thì bán bao tiền một con? Mua con nào lấy tiền có thấy có ba con nó không đều con nó con to em nhé. Khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Con to nhất thì 1,2 triệu mà con bé thì 1 triệu. À to nhất là 1,2 triệu còn bé là 1 triệu. Con vừa vừa này thì 800. Chó nhà bà à? Chó nhà. Mua con nào thì mua. Và chó đi chơi đã. Rất là nhiều chó luôn. Bọn này ngoan đấy nhỉ. Bọn này nằm im này. Chưa cho em hỏi cái con chó trắng này giống gì mà đẹp này. Nó giống bạch khuyển em ơi, bạch khuyển lai săn đẹp lắm. Hả? Bạch khuyển lai săn xinh lắm. Bạch khuyển á? À hàng chị này có một con chó màu trắng nhưng rất là xinh này. Chị gọi là bạch khuyển. Con này chị bán bao nhiêu tiền? 1,5 triệu à? Đây là được cái hả? Hoa hậu. Hoa hậu à? Hoa hậu cái à? Đẹp nhờ. Một chú chó trắng chị bán 1,5 triệu. Rất là đẹp luôn. Bụ bẫm nhờ. À. Hai chú chó đen này là chó gì đấy chị? À béc dê á? Bia là bao nhiêu tháng tuổi? 3 tháng. 3 tháng. Chị bán bao nhiêu tiền một con? 100 một con à? Hàng chị này có hai chú chó đen này, chị bảo là béc dê. Chị bán là 700.000 một con thôi. Mắt xanh đẹp. Bọn này mà lớn này được bao nhiêu cân? 25 cân à? Mua về có phải tiêm nhất gì nữa không? Mua bán về vớt cho chị ba luôn. Cái con chó trắng này giống gì đây anh? Đây này, Bắc Kinh à? Bắc Kinh này thì giá tiền bao nhiêu anh? 3,8 triệu. Đẹp quá nhỉ. Cái con bông bông này là phốc sóc hả anh? Phốc sóc. Cái con đen này là bao nhiêu? 6,5 triệu à? Hàng này rất là đẹp này, nhiều chó đẹp. Có hai chú chó một trắng và phốc sóc với cả Bắc Kinh. Chợ hôm nay rất là ồn ào nhé, anh em xem thì thông cảm nhé. Đây là chó Nhật hả chị hay là chó gì? À phốc sóc à? Bọn này bây giờ được bao nhiêu tháng tuổi rồi chị? 3 tháng. Chị bán bao nhiêu tiền? 3 triệu một con à? À chị có hai chú chó phốc sóc này, bán 3 triệu một con. Ở nhà mình đã tiêm tiếp gì chưa hay là về bọn em phải tiêm? Việc người mua phải tiêm? Tiêm rồi. Đã tiêm rồi thì về chỉ việc nuôi thôi à? Wow, chợ rất là nhiều luôn. Đây là poodle này. Sốc giảm luôn. Poodle ở đây là chị bán bao tiền một con một lâu này? À mỗi con là khác giá tiền nhau à? 3,5 triệu một con là tầm đấy ạ. Khoảng khoảng đấy ạ. Bọn này là phốc sóc hả chị? Phốc sóc. Lấy sóc ơi. Không nặng nó cao, không nặng nó mini giá. Cái con này là phốc hiêu hả chú? Phốc hiêu đúng không? Nó cao cẳng này. Cái như con hiêu. Phốc hiêu này chú bán là bao nhiêu? Hơn 1 triệu à? 1,2 triệu à? Mấy tháng tuổi rồi chú? 3 tháng, gần 3 tháng rồi. Gần 3 tháng rồi. Đây, hàng chỗ này có bán là phốc này. Đây là phốc hiêu đây.
Bọn này là cùng đàn hết hả chú hay là gì? Chỗ này chị đây có 3 con chó husky. Ngáo đấy, con này là ngáo đấy. Husky ngáo đây. Bao tiền một con hả chị? À, 2.500 một con này. Husky ngáo ở đây là bán 2.500 một con. Chợ này đúng là chợ phiên cuối tuần rất là đông luôn. À đây là mông cộc của anh. Mông cộc với anh ơi. Trông béo tốt, trông thích nhỉ. Vâng. Anh review kênh nào ấy? Em kênh du lịch thôi. À. Con này là anh bán là bao nhiêu? Con này bán 1.800.000 anh ạ. À 1.800.000 à. Tiêm thuốc đầy đủ chưa? Rồi anh ạ. Bắt trên đấy về đấy. À, bắt trên đấy về mình trên núi à? Trên vùng núi à? Hà Giang này đấy. Bố mông cọc mẹ lo bố mông cọc mẹ Bắc Hà. À bố mông cọc mẹ Bắc Hà. Đấy, anh chủ có chú cháu mông cọc rất là đẹp. Bán là 1.800.000 đây. Không có đuôi. Không có đuôi luôn. À. Trông như con gấu á nhỉ? À. Được cái anh? Con cái anh ạ. Cái à? Đẹp quá. Bố mông cọc mẹ Bắc Hà bán là 1.800.000. Thế còn con này? Con này là Phú Quốc hả anh? Mang từ Phú Quốc về. Đấy, Phú Quốc là mang từ Phú Quốc về. Đây quá. Kênh du lịch. À. Cầm lấy con này là đẹp lắm. Hôm nay đi chợ hàng chơi. Vâng. Đi nhiều mà anh ạ. Chưa có bán. Đó là Phú Quốc xỉ thôi. Con này like gì? Bây giờ mình phải like cái gì con này là? Xỉ. Chỗ này là có mấy chú chó Phú Quốc một vệ nè. Cái lưỡi đen xì. Con này là bao nhiêu tháng rồi chị? 4 tháng. 4 tháng à? 2.200.000 chuẩn, không bớt gì nào nữa. À, 2.200.000. Mua về trong nhà thì nhất rồi. À, chú chó Phú Quốc bán 2.200.000 là chó cái hả? Cái được thì hay. À, được thì con kia là chó đực kìa. Không, phải ăn cái dòng này. Nhưng mà con này đẹp hơn này. Cái con chó màu trắng này của bà, chó gì đây bà? Wasnabit. À. Con này là bà bán là bao nhiêu tiền? Con này bán 1.500.000. 1.500.000 à? Thế còn con vệ này là con gì đấy? Con này là con văn hổ. Văn hổ à? Nhưng mà không phải là Phú Quốc đúng không? Vệ hổ thôi, đây chó ta thôi. Này, ăn bánh này. Chắc là con tươi à. Cái chợ chó mèo này là bình thường là chỉ có thứ bảy à, chủ nhật hay không bà? Chủ nhật mới có thôi đúng không ạ? Chủ nhật nào cũng có hả bà? Chủ nhật nào cũng có. Chỉ có 3 tuần Covid là không có. À thế ạ. Của tôi 200. Vâng. Tôi bán mấy đường. À. Hai chú chó con này là loại gì đây anh? Phốc. À phốc à? Đẹp quá, màu đẹp quá nhỉ. Ở phần cuối chợ có mấy cái chú chó to này. Đây là chắc là chỉ ở chó ta đúng không nhỉ? Chó đốm à? Chị bán 1.000.000 một con này à? Hơn 1.000.000. Thế con kia là béc dê hả chị? Đây, béc dê to đây. Wow.
kia là husky, rất là nhiều loại chó. Rồi, bây giờ mình đang đi đến phần cuối chợ rồi. Đấy, từ đầu chợ bây giờ đến cuối chợ. Khu vực này là khu vực cuối chợ rồi. Đấy. Mình sẽ đứng ở đây cho anh em được xem. Đấy, đây là phần cuối chợ rồi này. Đấy. À, cũng phải nói lại với anh chị em một câu nhé, là đây là cái lần đầu tiên mình đến chợ hàng. Và mình cũng chỉ là một người khách du lịch thôi. Mình có công việc, mình xuống dưới Hải Phòng, mình quay một cái chương trình rất là thú vị cho anh chị em. Thì nhân cái dịp này thì mình đi chơi chợ hàng để xem cái chợ chó mèo ở đây như thế nào. Thì thực sự là rất là đông. Một cái khu chợ rất là nổi tiếng. Nhưng mà cái vấn đề giống như lúc ấy mình có một cái cuộc phỏng vấn, không hiểu là mình có thu được âm hay không. Thì tất cả những cái chó mèo ở đây là đều do người dân người ta thu mua, người ta thương lái người ta thu mua lại thôi, xong người ta bán cho anh chị em. Còn vấn đề là ở đây thì về cái nguồn gốc này, xuất xứ này, về cái vấn đề là sức khỏe tiêm chủng thì không thể biết được như thế nào nhá. Mua bằng niềm tin thôi, mua là tức là tiền trao cháo múc. Anh chị em là mua xong con chó có thể ra ngoài chợ là coi như là hết trách nhiệm với nhau. Đấy, cũng giống như cái chương trình trước mà mình làm ở Hà Nội ấy. Rồi, xin cảm ơn anh chị em nhá, anh chị em xem để biết. Cũng gửi một cái lời chào đến tất cả những anh chị em khán giả ở Hải Phòng nhá. Bây giờ mình cũng tiếp tục là mình lại đến một cái địa chỉ khác để mình quay cho anh em để xem. Anh chị em nhớ bấm đăng ký theo dõi các video sau nhé. Rồi, bây giờ mình ra đây để mình bắt xe để mình đi thêm một cái khu nữa. Hẹn gặp lại anh chị em ở cái video tiếp theo nhé.